Rồi, hello, xin chào gia đình nhé. Chào gia đình. Bà chủ đang thái bồi tiết canh. Chào đại gia đình cái dừng hình gợi ý. Chào cả nhà nhá. Rồi, chào cả nhà. Hôm nay bà chủ quán mắt đau. Mà chủ quán hôm nay mắt hơi đau. Mới đi còn phẫu thuật về. Ui, hôm nay có cái loại lạ nhỉ. Loại nòng lùa sợ Đây thật. là gọi là anh em mới xe điếu, Đây gọi là xe đạp mẹ. gọi là xe đạp. Lòng gì mà cái cuống lòng gì sao mà to đấy nhỉ, nâng lên trên xe này, Đây là nâng hẳn lên cây này, này. Đấy. đặc sệt nâng 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 ủa đấy, cái lòng Đây là. đã đặc này còn to chứ này. Cái này phải như con chân cái nhỉ, lợn to à? Lòng này gọi là anh em mới xe điếu là xe cầy. Hôm nay chơi cái lòng này hay đấy, được mấy khi mà được cái lòng nó to như thế này đâu, ăn ra cũng chắc là nó ngon lắm nhỉ. Này, chắc là giòn tan đấy, tí review của nhà cái món lòng này thì thôi rồi. Bây giờ đi vào nó triển khai cái bát tiết canh huyền thoại đã. Một nước một tiết rồi cả nhà, cái này cái vẫn như mọi lần, dễ quá dễ rồi cả nhà. Đánh tiết canh chia sẻ cho anh em gọi là thích cái món gọi là tiết canh này xem. Rồi quấy cái bát lên trước đi. Hấp dẫn. Nhiều anh em mà đánh một kiểu sao ăn thấy một kiểu. Vì mình đánh nó hai lần rồi ạ. Mình không chia sẻ mình đánh hai lần, đánh một lần này xong đánh lần thêm lần nữa. Đấy. Nhiều anh em không biết là bảo sao đánh đánh xong nhìn nó khác mà ăn nhìn nó lại khác thì rõ ràng không tránh cái nào được. Bánh như này tí nó phủ lên một lớp. Đấy thì phủ lên cho nó đầy. Rồi, hai bát tuyệt vời ông mặt trời. Đỏ rực rỡ, sáng chói lóa. Nòng ngon tiết đẹp, hôm nay có cái món là nòng ngon tiết đẹp. Không thể chia vào đâu được đấy, để chia sẻ cho tất cả đại đình xem. Đấy, trong lúc chờ đợi mình ra quay tí cái cây cối xem là có cái gì nó hay hay không. Này, không khí rất chi là trong lành. Buổi sáng rất bình an. Yên bình. Cánh đồng rộng bao la bát ngát, sắp sửa gặt lúa đến nơi rồi nhỉ. Đấy, nòng đã thái xong rồi nhỉ. Nòng đã to, nó còn dày. Quịch nhỉ. Lăn cổng cổng của cổng. Đấy. Cái này ăn giòn lắm này. Cái này nó xếp vào gọn vào cái đĩa nó chóng lên. Đấy, bây giờ. Đẹp. Cái này khác gì như là kiểu như là Ôi, lòng thì nó bỏ nó mình đẹp thật đấy công nhận. Nó phải nhiều ăn cái miếng nó phải to này mới đã này cả nhà này. Sướng nhỉ, nằm view miếng này thèm quá nghe bê ba tiết ra thôi thèm quá nhìn nắn một cọc cái này thôi mời cả nhà nhá. Giòn nhá. Bàn tiết canh là siêu phẩm đấy ạ. Siêu phẩm tiết canh rực rỡ. Hai bát là như nhau. Đấy, bây giờ cho nó quả chất nẻ nữa. Vẫn sờ bát vẫn còn nóng gian tay. Đấy. Siêu phẩm này mở ra phát là còn mỗi đít không. Mày mở ra này. Tay đỏ mở cái nào. Mở cái đây xem. Sột, đúng là chẵn luôn. Kinh nhỉ. Được, hồi khen cái chúc mừng bát tiết canh là mời toàn thể gia đình nhá. Mời đại gia đình. Chúc mừng bát tiết canh còn là úp không đổ. Úp không ra. Anh em vẫn bài ca cổ truyền bài qua tiết canh nhâm lợi buổi sáng quen thuộc. Đây gọi là bài ca muôn thuở. Bài ca đèn sáng ấy ủi. Đấy, chia sẻ cho những cái nhà cái món này. Thôi rồi. Ăn nó đùa. Hàng này hàng độc đấy.
Hàng này đi sớm mới có, đi muộn là có hết. Sáng đến rồi là đấy, thế thôi là làm cái clip chia sẻ cho cả nhà xem, kiếm được cái lòng thôi rồi. Nhanh ăn là nóng, ăn nhanh hết, ngon quá. Ăn giòn. Nhà giòn như kiểu một ngọn da bốm nhỉ, giòn tan, ăn thêm bảy mới sướng. Nên là rất đông người nào cái mét này ăn ngon, nhưng mà có phải lúc nào cũng có đâu mà. Này đúng là giòn như ngọn da bốm luôn, tục ngon đấy, rau ngon, nước miếng luôn, đúng rồi đói mà ăn cái miếng lòng này thôi cả nhà này, nhưng mà đói mà nhìn thấy cái miếng lòng này gọi là thôi rồi luôn, dày mà nó giòn. Sớm mua lấy tết này. Xong là gọi mấy thằng nhà là cơ phải lấy về nó ăn hết được chỗ đấy. Đây khoảng là hai ngày làm ăn hết được. Hai tay có mà ngồi vờn nhau. Ở nhà thêm con ba người nữa nè. Nhanh cho nó. Anh nó đang nóng, ớt cay rượu đắng. Vợ con đâu biết cảnh này. Vợ con đâu biết cảnh này nhỉ. Ớt cay rượu đắng. Đấy. Ăn được vào người là sướng bản thân. Tháng nằm nào tháng mai nay chuồn à? Sợ ui rồi. Gắp cái miếng lòng nên sợ thật. Nặng chịu tay. Đấy, gắp cái lòng này nên nó phải như vậy chứ. Gọi là tập 2 à? Chất lượng của miếng lòng. Làm xong rồi lại làm tập 2 à? Đây, trời còn lòng già. Ngon quá. Ừ. Đấy, đấy. Nó tuyệt vời mà trời. Mình quay đây là cả nhà là hai bát đều như nhau nhá, hai trong một chứ không phải là mình úp một bát là một bát không úp được đâu cả nhà. Đấy. Đây mình chỉ úp một bát thôi, còn đây nó là hai trong một rồi, hai bát để như nhau. Đấy, một bát này nha, còn để đến bát này như nhau hết, không phải là mình bảo là úp một bát còn một bát là bảo là nó không được hay thế nọ thế kia, đều giống nhau tất. Đấy cả nhà, giống nhau hết nhá. Hai ba này quá chất lượng, là ăn ba tiết cảm thấy là đông và đặc ngon. Chùa Nghĩa bát bé nên toàn ăn bát to, mình ăn tham là bát to. Các hai hôm chủ nhật ngon, dáng luôn bát này luôn. Được hôm chủ nhật. Qua đấy. Qua. Giặc này nên bắt tiết mà nảy các con. Qua là bảo cứ đánh sẵn cho em rồi, em băng sẵn cho em về em đánh. Ngon lắm cả nhà, nhìn nó thấy hấp dẫn rồi. Thèm. À hôm qua là lấy trà. Nói chung là Lê Toàn chia sẻ của... đó, trong video này mình cũng nói luôn cả nhà. Ở nông thôn ở quê của Lê Toàn thì sáng đến là các cụ hoặc là Lê Toàn ấy thôi. Nói chung là các ông 70-80 tuổi ăn tiết canh mấy chục năm này vẫn là khỏe mạnh, vẫn bình thường như cả nhà nhá. Đấy, mình ăn tiết canh ở quê nó khác, mà ở cái chỗ còn là người ta thịt nò mổ nó khác nhá. Mình chia sẻ như thế là mình không phải nói xấu gì, nhưng mà ý là cái người thịt một con lợn nó khác, mà người thịt là chục con lợn nó khác.
đấy, mình đây là mình chia sẻ vậy, nên là các cụ ăn đến 80 năm nay vẫn khỏe nhá. Nên là nhiều bạn này không hiểu, các bạn ăn cái này bệnh nọ bệnh kia đấy, càng ăn càng béo tốt, càng khỏe ra nhá. Nên là mọi người cũng xem cũng phải, mọi người phải nghĩ một chút, vì ở quê người ta thịt một con lợn ấy, bà chỉ có chuyên môn đấy thì nó chỉ một con thôi đấy, nên người ta làm là nó sạch sẽ chuẩn chỉ một con, nhưng mà đằng cái nò mổ nó có mấy chục con thật chứ, mấy nghìn con mà chả biết thế nào, có đổ lẫn hỗn với nhau thì cái đấy đúng đúng thật bảo là cho mình gọi là đến 100 triệu mình chả dám ăn, ăn vào cái là có khi lại theo các cụ ngay. Rồi xin mời các đại gia đình đấy, mình chia sẻ bằng thật như thế, mình có gì mình nói thế nên là các bạn thông cảm. Okay, đủ rồi vậy. Triển khai đi, ngon đấy, khá cái bát tiết huyền thoại này thèm quá rồi đấy. Đi ăn, anh em đi ăn sáng nhìn bát tiết cứ hao háo ấy, chủ yếu là bát tiết là chính thôi, chứ còn lòng này ngon bằng mấy không bằng bát tiết. Nhưng mà đi ăn sáng mà không có bát tiết là nghe buồn lắm. Hôm nào mà cái bà thịt lợn bà bị hãm, bà nó hỏng cái là thôi, đi ăn là bát cháo này, mặt cứ nghệt này. Quá tuyệt vời. Bác biển bác đến không nhanh là hết, tiếc không còn. Bác biển mà tí bác mới ra, bác đi ăn muộn lắm. Bác công việc của bác ấy bận rồi, bận lắm. Bận như con mọn. 40 có thể đâu, cứ làm thế nó khớp kèm. Đấy, sắn cứ như kiểu mình đang sắn cái kiểu như cái khay bê tông. Quá tuyệt vời mặt trời. Hôm qua ăn ngon, hôm nay ăn vẫn ngon nhỉ? Lạ thật. Ngày nào ăn vẫn ngon. Chê ngay, vì nhiều khi là tiết nó phải đúng chỗ, quen thuộc. Cái anh gái à? Cái anh gái đi đâu đây? À, hai ba quại chia sẻ cho cả nhà cái bát rồi tiết huyền thoại. Ăn nó phải nóng, nó ngon. Tiết ăn cầm tay này vẫn xúc lên, bát vẫn còn đang nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Ngon, chất lượng của bát tiết. Buổi sáng như thế là rất là bình an, ăn lành, sức khỏe dồi dào. Thế là mỗi người một xô, một sẻ, một cuốc, mỗi người một công việc. Nốt thì to. Nốt to à? Có hết được không? Đôi đi, sắn đôi, cắt được bằng keo. Này nó to quá, nó bảo ăn tham. Ăn tham, thôi được không? Thôi, caramel cho Lê Toàn ăn mấy miếng, thèm quá rồi. Dừng hình gợi ý cho Lê Toàn chén đã. Cho nó đây luôn. Đấy, bây giờ Lê Toàn bắt đầu mới... Thôi thèm quá. Chọn trước bát tiết canh. Tôi phải cắt cơn liên tục thèm, nó rớt. À quên, nó dãi. Ít nhiều phải kèm phát cho nó hết để... À, bát tiết huyền thoại. Phát khẩn. À quên ớt nhỉ? Vẫn cho ớt mà. Đã khẩn rồi vẫn cho ớt. Còn chưa cả nhà, thì mời tất cả đại gia đình thưởng thức bát tiết huyền thoại. Thiếu vị rau. Thấy hôm nay thiếu quả tiêu sao? Có tiêu không? Ớt thì được. Thảm ăn cưng, chủ cho ít tiêu nữa, đắp lên. Quên là tiêu rồi. Ăn tiêu mà nó tê tê, nó thơm thơm. Ăn tần ăn cái to hết. Cứ bắt cái canh để làm 4 quại là ok không là bê. Ngọt. Ngày bảo sao các cụ đi ăn sáng chỉ ăn tiết canh, nó mát nó ngọt. Nột nhất ai nóng trong nhìn mà tiết là thèm lắm, cho miếng ớt vào. Chia ra đúng là vào 4 quại một bát, ngọt như đồng đồng. Mời đại gia đình.
Ngon quá. Đau vỏ à, đủ vị ngon. Vâng. Thôi video nên toàn quay có thể tượng đấy. Mình đi Trung Nghĩa thì tôi tổng hợp đi ăn sáng. Đấy, mấy khi mới gặp được cái nòng nó ngon như vậy chia sẻ cho cả nhà. Mọi người thấy hay cho Trung Nghĩa tổng hợp một like và đăng ký nhá. Hẹn cả nhà xem clip tiếp theo nhá. Thank you mọi người. Chào tất cả gia đình. Chào anh yêu nhá. Đấy, bà chú đấy. Bà chú hôm nay đang bị đau mắt. Đấy, cả nhà thông cảm nhá. Bà chú mới đi.